Lụa phép ơi, đây là video thủ đô. Má không phải là biết đâu chim. Đây là video thủ đô. Đi. Anh Michael cứ mở đi, em coi anh Michael bắn. Em vừa chơi vừa coi. Má Ê, hồi ơi, sáng mà anh Michael. Coco. Anh Michael biết gì không anh Michael? Cái lúc em mới thức dậy á, em làm một trận đúng quỷ luôn, em làm 27 xác. Nhưng Michael biết điều gì tệ ở đây không? Ủa? Là 27 xác nhưng em lại đứng em lại đứng thứ ba. Ê, nói trước nha, sống 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 sao đứa tích bị bắt, con sao đứa tích bị bắt chưa kênh tiền mua đó. Ừ. Ơi, chừng nào để lưng con thần nữa. Mở cái nhà. Nhân ơi, nghe nè Let's. Nhân, mới vô mắc mắc ba cái đúp. Mắc đúp. Hả? Em Mới vô mắc đúp. lỡ em lỡ lân lưng hiệu rồi. Xịt mẹ. Rồi lên, giờ bây giờ anh nghe lên cái nè, bùa nguyên thạch nha. lên cái bùa nguyên thạch, đúng rồi. Mẹ em lại Mua chiến này tranh chứ lận hả? nữa. Hả? Để mua cái nào? Mua cái này Bùa ha. nguyên thạch. Bùa nguyên thạch. Mua thẳng đồ của bùa nguyên thạch luôn. Ừ, mua Không, thẳng đồ bùa nguyên thạch có mua nước luôn. mắt không? Có mua nước mắt không? Không mua nước mắt, Rồi. mua nước À, mắt, khó, mua nước khó, mắt. khó, khó, Hai khó, 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 khó. Lên mẹ giáp, lên mẹ giáp đây, lên mẹ giáp đây. À, lên giáp phép đây. Giáp phép Nó ba phép lộn, đây. thế ba phép lộn. Ok. Ai Ừ, đợi tí. Đánh cái old school. Ai tích nảy rửa ra được không? Ai đó tích nảy rửa ra được không? Sao? Tích rửa ra tôi cào đâu hơn. Ba phép, ba phép. Ba lần cái dòng sắt tức đấy. Rồi dòng sắt đấy. Anh sợ nè. Khó chịu liền. Cái đúp cũng mau phai là đi ra, đặt đi ra, đi ra, đặt cường hóa, cường hóa đỏ ảnh hưởng tiếp theo. Đi ăn, đi ăn, đi ăn, rồi cho để xong rồi, xong rồi, xong rồi nó cho anh kiểu làm á. À, dạ ăn thì được biết còn dạ vậy dạ. Cái điện mẹ tôi vừa nhảy vô cái em mày lá hồi sợ nhất là cái trò này đang 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 nhảy xong rồi con một tay sơ bắt vô. Ừ, đúng rồi, nó nhảy xong một đôi ấy rồi, một đôi bắt rồi. Tôi thấy đéo gì anh đâu. Thì nó vô lượng không xứ rồi. Anh chết vào tôi vô, anh Michael. Nó sao lại anh mới coi đang chơi Tokyo á mới còn một đi cháu đi mà không nó xấu mà cũng dám nhảy vô điên rồi cháu đi không có xấu á tôi sẽ nhảy ra anh điên phải luôn ra nếu nhảy cái gì ý là anh nhảy vô để góc xấu đi cháu đi. Ồ, nó bắn cái gì ma 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 con tì 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 mẹ ơi mẹ ơi thì à hay luôn ha ha hay luôn đâu má đối tác với chúng tôi đi rồi à cái đi nó bắt anh gì vậy bắt rồi bắt rồi tôi đéo đi qua tôi đéo đi qua không sao không sao không sao tôi câu được tôi lúc đó chơi hay rồi hay rồi hay rồi hay rồi Nhân ơi ngon có mẹ nè Nhân Nhân xong rồi đó mẹ từ từ trong cặp đội Nhân ơi Nhân ơi xong rồi đó mình lên thẳng nha anh cái lỗi bình minh nha hả ok lỗi bình minh ừ okay, nếu lỗi okay. bình minh không là một cái món đồ tên là lỗi bình minh chính xác ừ đúng rồi ba em vừa nói lại được à, chơi tên đồ luôn thôi thôi thôi
Tập biến luôn, tập biến luôn, tập biến luôn, tập biến luôn. Em luôn, em luôn, em luôn. Chết lâu, chết lâu. Chết lâu, chết lâu. Ai đó tạo điều kiện tôi nhảy ra bác nữa, tôi vô cào chết thằng nữa đi. Khó quá. Khó quá luôn. Mày, đi bớt lính cho anh đó. Anh Lia, có đi, anh Lia thì tôi cũng được cái lượng đợi đéo rồi đâu. Hiểu rồi đó, nhưng tôi chỉ clear cho anh thôi. Nhưng mà bỏ nhanh đi nhờ. Qua đây. Đây, đây. Bực đúp lên, bực đúp lên, bực đúp lên, bực đúp lên. Đang rồi, đang bật, đang hộp, đang bật. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn vì hồng màu. Ôi, gõ mày nhảy sao lắm. Nghe héo gì á, nhiều CC điên. Ôi, what the fuck? Chết luôn. Chết luôn. Được chơi luôn à. À, không được chơi luôn, vừa nhảy vào chết veo. Mỏng quá. Vấn đề là em đứng sau mọi người luôn á, nhưng mà bọn nó gì kiểu em chọn combo của bọn nó hay điên. Ồ, chưa lên ra giờ. Mẹ ơi, vừa đi dài quá. Mẹ ơi, anh Đô ơi, anh Đô tông. Anh Đô ơi, tông vô mấy con AD đó anh Đô ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Tông vô con chinh á. Tông vô mấy con AD đó, tông vô chinh đó. Để tâu, tâu. Có rồi nha, có rồi nha, anh Nô có rồi nha, anh Nô có rồi nha. Rồi, biết rồi, biết rồi. Đừng tông trước, đợi đi. Tông của chính anh Nô, tông của chính xuống em chơi luôn nè. Từ từ, từ từ, từ từ. Mẹ, tao chưa thấy được, từ từ. Em không có chỗ nhảy rồi, nhanh đi. Từ từ cái đéo gì mất chỗ nhảy của mẹ đó rồi. Đánh một từ. Này. Đi. Rồi. Mày lô bút chỗ nhảy mẹ rồi mới tông. Rồi chỗ nhảy xấu nha, chỗ nhảy xấu nha. Tôi không biết nhảy được. Đây là tôi nói của tôi nữa. Má, ông rồi ông tông sớm là cái chuyện đẹp cho hai anh em mình rồi. Ngay cái gì? Má, dám nhảy vô luôn hả? Đi quẹo quá đi cô ơi. Cái gì? Sao anh nuôi trời. Ê kìa, kìa, kìa. Băng vô đây nè. Nó bắn liu nha. Chạy 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 chạy. Thắng đúng rồi, mang quý chổi. Nó dắt em vào lô đài tình ái, không có cầm cây chị đâu. Nó nhét cái okay, đi. Bên kia bắn hay vậy luôn. Có thể thể hiện. Hoài ta. Ngồi ngồi đó, ngồi đó cho anh mà em muốn ơi, chỉ mẹ đít luôn. Má, em ơi, dưới bạch lịch của em ơi. Mẹ, tóc bí. Mẹ, cái Levi làm được coi tôi người thứ hai. Đi mẹ, team bên kia vừa bắn hai đây lại còn là con máy anh bắn ngu nữa. Ngu nhất game luôn mới sợ chứ. Cứu anh, cứu anh. Cứu anh. Sức mạnh thần kỳ, sức mạnh thần kỳ, sức mạnh thần kỳ. Maybe bò hả? Anh nhiễm cái gì kia tích. Giờ em anh tạo nên nhiều điều chi tích rồi em ơi, cho anh sức mạnh thần kỳ đi em. Bắt toán xong à. Bụi có á, bụi có Mondo nha, bụi có. Rồi rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tiếng Mondo nè, tiếng trời ơi, nên nó xấu quá. Anh Nô ơi, xin băng, anh Nô ơi, xin băng đi luôn. Xin băng đi luôn. Dạ, chưa, còn đàn lên. Cũng quá. Ây da. Chị đứng dắt đi. Chị đứng dắt anh cứu rồi nè. Hay Nhân ơi, hay Nhân ơi. Được rồi, được rồi, được rồi. Hay rồi. Để anh làm hay phần lại. Được anh mua bao ơi. Để tao làm phần con lại. Anh mua bao. Đã báo thù cho em. Xong rồi cái món tiếng em mua là cái gì? Hả? Cái món tiếp theo là cái gì? Trường lưu thủy, trường lưu thủy. Ok, lưu trường thủy. Không, quỷ thư, quỷ thư, quỷ thư, quỷ thư, quỷ thư. What the fuck? Quỷ thư là gì? Quỷ thư là gì? Nó, nó, nó. Đừng là quỷ thư. Mà đó là gì? Nó, không đáng, không đáng. Thì con à, chết quá. Không đáng là quỷ thư, không đáng là quỷ thư. Chữ thủy đi, chữ thủy đi. Em có hiểu, em có hiểu. Làm cái gì đó à?
nhảy nè. Thật mà. Trời ơi, qua nhảy quá đẹp. Hay rồi. Vàng bên đây nó bắn như đồ mẹ. Accident nó không công. Vậy. Bắn sắp dở khó chịu quá luôn. Anh ơi, em cần cái hiện điểm avatar cao nó lên tới 200. Ôi chịu quá, chịu quá. Ơ sao đó mình quay á? Sao đó tôi quay vậy? Sớm đi ngủ. Má ok. Biết rồi, ý là sao nó bắn em quay? Không hiểu luôn. Rồi đi. Cái mặt nạ của anh đố á, sao nó bắn em? Oh shit. Ừ. Gì vậy? Chờ ra. Nè, ulti được 3 đứa luôn á. Chưa có góc, chưa đi. Mọi người nói chưa chờ ra mà. Chờ ra đéo gì hết cây cái trụ rồi Nhân ơi. Alo, em nghe mọi người bảo chờ ra em không ulti luôn. Anh ơi, nay em bị sao sao anh. Kiểu bắn nó không vô tay. Trời ơi. Nó bắn mà kiểu là trong mã đó em cũng ulti luôn, không còn chờ ra đâu tại vì mất chỗ. Đầm gà. Ba muốn trận thua. Em muốn thi nè, anh Chương bảo là chờ ra. Thế là chờ. Cái đẹp. Chờ ra đéo gì? Mẹ chủ rồi. Rồi. Ủa mày Chương bảo là chờ ra đi. Sorry. Tại anh Chương kéo ngày ụp ịch. Đi mẹ tao nó rẻ quá. Sorry. Ổn. Anh chưa vô trận. À rồi đi mẹ vô rồi. Vô anh bóp liền em ơi. Vô trận à. Chúc anh break như cứt nha. À, đi mẹ cái mồm về sẽ gọi Nhân. Giang thắng em. Cảm ơn em. Thôi đi ổn vậy. Đi mẹ nó ổn. Đi con mẹ. Con tim dính 3 đứa rồi. Hai rồi hút luôn anh luôn. Anh luôn mới vừa hút luôn à. Được không? Cái quả ulti em dính 3 đứa luôn á. Được. Ôi trời, chờ đi. Để vô bao đủ thôi, Để tôi lũi cho, tôi lũi cho. Ê, em lên trưởng lưu thủy rồi, giờ em đến gì nữa? Trưởng lưu thủy hả? Này trước. Rồi! Solo. Quay! Chắc lần, Trương ơi, chắc lần. Cho! Cho! Có. Nếu giờ đi. Không sao, đồ đồ, em giờ em câu mà. Em giờ em câu máu không ạ? Ô chết mồ bố mày cắn, bố mày đụng hết nó cho mày khỏi hồi. Thông minh. Coi lên cái này trước chứ. Gác lệnh á. Gác lệnh đế vương, ừ. Gác lệnh đế vương là cái phần nào ta? Đánh bơi luôn anh ơi. Nhân ơi đánh bù. Ê, địch con này. Không. Từng tự dân ném rụi máu cho mình. Đi mẹ nhớ. Ôi ôi. Có gì xuất nha. Bắn kìa kéo được cái tích hồi nãy mà. Anh kìa xuất đứa nào cũng được. Trừ combo là cây sơ ra được. Mẹ tôi giết 3 thằng rồi đó, mẹ ro qua thắng đi, mẹ còn ai là thằng á. Nó hồi sinh hết trơn rồi. Mẹ được dân đéo đã đuổi máu cây thiệt. Thôi rồi, mẹ không tin cả. Mẹ chết thảm mấy luôn. Cô bội nhá. Dạ. Ê, đôn tì. Kiệt lắc rồi. Đi về. Kiệt lắc. Ủa rồi. Nhảy được, go. Đập tôi. Bắn cái lô. Tôi đúng quá được mà. Quên. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy? Nó không bộ kéo được mà tôi quên anh. Đi. Hút máu! Ôi trời ơi, đừng có lấy, để hút máu! Làm gì đâu, không muốn người đập được.
Ơi, bên mẹ đánh trụ à, cái lùng ơi. Hả? Đúng rồi tăng. Đúng rồi tăng. Hay da. Liệt 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 40 liệt 40 liệt 40 liệt. Lộn mày. Cái này là chứ em quên tên luôn rồi. Chắc lệnh đế vương, chắc lệnh đế vương. Chắc lệnh đế vương ở phần nào? Hả? À mình đã thấy rồi. Chắc lệnh đế vương rồi. Xong rồi lên món cuối lên phòng 5 thì đi nghe. Ừ. Món cuối lên phòng 5 thì đi nghe. Không lên gì chơi nhìn chuột tội à. Nếu cần. Ê cái đi. Đó. Thôi lên gì chuột tội, lên gì chuột tội đi. Chưa thấy đúng mày lên gì chuột tội đi. Hai một từ đúng nè, rồi nè, rồi cái nè, rồi luôn rồi luôn đồ má thôi, sao đi tem một chút trước rồi mẹ cây mới được nè, rồi cầm lặng luôn, phản sợ luôn, hút máu luôn, triple kill luôn, win luôn. Đúng giờ hút máu nè, ưa. Ê, nhây là thua Omega, win luôn đi. Win mà. Tại team mình không có người để lính. Hết người để lính rồi. Tụi mình chết mẹo mình nhà. Ma phi đột tiết thôi, phía quyền đẹp ơi. Mà ai cứ là skin tạm thời á. Ủa? Ai dám cả gan. Phản thợ. E. Đốp. Rồi chết Omega rồi. Nhanh vậy. Không có rờ. Một đơn. Lùi đi một đơn này, lùi. Đánh thấp rồi, đánh thấp rồi. Chạy được. Đừng chưa, Mau. Mà đây không có drop thì vô, cứ lên đi. Nó tản nhau ra rồi. Biết rồi. Hồi máu. Nó tản nhau ra rồi. Hồi tiếp bây giờ, xong hồi tiếp bây giờ. Thôi đừng nướng bụi, nu ra, nu đây, đừng nướng bụi. Nu đi ra ngoài đường đi, để hai đường mất thôi. Nu tông chứ bây giờ chưa ra vô. À khó rồi. Chưa có góc tông. À tông lại luôn đi, miễn sao chưa ra vô được. Không góc tông được. Đó là không góc tông. Tông đi. Rồi, đó. Rồi được hay à? Mother. Rồi. Đó, đi đi. Của người chơi đi lắm. Ồ à. Dạ. Địt mẹ. Đằng này có Vega nè, này có Vega. Ê xong bây giờ em lên cái gì nữa? Xong bây giờ em lên cái gì nữa? Dây chuyền chuột tội, dây chuyền chuột tội. Dạ đây đây. Ở đâu phần nào? Đó là nó ngay ngang hàng với cái chế lệnh đế vương á. Cái chuông á. Ừ, ngay cái chuông kế bên chuông. Oh no. Đi chết. Đi đi rồi. Từ từ, tôi đang tôi bắn máy. Rồi. Con Vega châu á. Lên cái kiên cá. Ồ phải luôn. Vega bắt đầu mạnh rồi. Lên cái kiên bằng cái. Mày. Gì anh lên team mà sao lên kiên nữa? Ở đâu? Lỗ. Nó cho lên nữa. Chắc tôi. Yêu Vega. Vega đâu? Nhéo Omega. Ôi, sụn rộng quá. Gầm. Cho rồi nhá. Để giật lấm rồi đấy. What the fuck mấy này? Ôi trời ơi, bắt ai vậy? Bắt anh Đạt. Từ nuôi ơi. Anh Đạt đi bắt. Có mày xấu. Hãy nè. Có mày xấu. Không biết được. Hay. Vô. Rồi. Vô. Chết rồi, không sao. Đập được. Ê, tôi bị chói. Hai. Hai.
Rồi, qua 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 đây mà. Tôi đâu? Tôi ăn rồi, tôi ăn. Cuộc đời này, mà tôi nếu như tôi coi là đen của tôi nữa. What the fuck? Bóp cho anh Đạt, đừng nhân, bóp cho anh Đạt đi. What the fuck? Không phải lỗi của tôi. Mẹ anh ăn không thấy lỗi của ai nữa. Bóp rồi, bóp rồi, bóp rồi, bóp rồi. Tôi ăn đúng lúc mà anh đang có một mạng. Không phải là lỗi của tôi được. Moder ra, moder ra. What the fuck? Cho tôi nhảy ulti mà anh đó. Còn chữa nữa. Má anh bú liếm ghê phải luôn. Má đạo phà. Hiểu được rồi. Má sao nào có đó, anh này kiên trì cái chủ vậy. Lấy mây, lấy mây. Ê, lụm máu rồi về, lụm máu rồi về, nuôi, lụm máu rồi về, lụm máu rồi về, nói rồi đâu. Lụm máu về, phá máu đi nuôi, phá máu nữa đi, Đi về. Phá rồi. Đúng, có gì khi nếu về được hả? Ơi, phải đụng mấy. Thôi thôi cũng được, cũng được. Để. Chờ tí mình ra. What the fuck. Bắn tí người luôn, đủ cây thì chịu rồi. Nhiều bộ thất bại ơi, tôi chém cái mẹ. Từ nửa cây. Lên cái này anh ơi. Lên cái này nếu chết được. Chết. Ê, mất rồi. Rồi xong rồi. Rồi nè. Vô. Hai. Rồi, có đó tôi rồi. Ây da. Lời, hai đứa bốn lời. Lên luôn. Còn chín ít lẻ bóng. Ây da. Rồi, bắn đi đèn, đúng rồi. Hai. Cái đánh thường của anh đẹp quá mạnh. Dần lên. Con lỗi nó lên cái này nó chơi tôi anh ơi, tôi chịu. Nó counter tôi. Chả còn gì ngoài đồ. Mẹ tôi mua một cái bộ cái đao thanh nam này. Ủa tôi bảo tưởng bảo lên chắc sổ. Mày chắc sổ thôi mày, tính tiếp. Nhân ơi, cái gì chụp tội này, anh em mình thân là hết máu luôn, em chó. Lùi em ơi, lùi. Anh cũng lùi luôn á. Ê, tôi có cái mũ nè mọi người. Hả? Tôi có cái mũ nè. Về đi, anh đánh cái đéo gì? Ủa, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Má miệng kêu về xong, anh mua ba con bay vô luôn chứ. Tôi bắt con bay ra, mà con Mordor kéo tôi lại. Tôi thua rồi đó. Tà. Thua rồi. Gì vậy ta? Ý là chạy đây, trời ơi, cứ phải đứng đánh đánh nhau làm cái gì? Anh đu đánh thôi chứ bị con. Ý là anh còn nhảy vô mà. Anh cứ nhảy vô bắt tôi ra. Không sao, phải được lớn rồi, hai nạt. Anh ơi, ra anh tin luôn ơi. Anh thua luôn rồi. Anh ơi, anh tin liền luôn chứ, đi ra anh tin liền luôn. Anh tin. Cái này, nếu như anh tin luôn. Gì vậy ta? Sao gì cứu anh nổi vậy? Anh nuôi chứ, đúng không? Tôi nhưng mà anh cũng nhảy vô mà. Mà tôi giết được người, con nuôi đéo. Vì là tiền hơi ám. Ờ, mà nó có action. Action thì sao? Tôi đéo rồi, mới nhìn cây le nó. Nhìn cây le nó gạo gì. Phúc Ngô. Này cố tình đặt tên là Phúc Ngô mà. Hoặc là tên của nó là gì? I don't know. Ngô Bá Phúc chẳng hạn. No, Phúc Ngô là fucking Ngô. What con? Yo. Trên bàn có mình con rể tông là nó lên lên nó còn lại đứa còn sao hết á. Mình thì có rất nhiều cái đau lên luôn. Đây là anh em với lại con loài hết. Còn không
kia thì chắc là xong rồi á. Ây em. Rồi khó em ơi, em ơi, em ơi, biết điểm dừng em ơi. Biết cứu sao luôn á. Rồi không biết cứu sao luôn á. Biết điểm dừng em ơi. Ôi, từ một đem có một tăng bốn tay dài. Nhưng nó rỉ nhiều lắm. Chắc là không phép quá à. Nhưng nó tụng. Ơ kìa. Cái này nè. Ây da, ây da. Ôi ôi, Red Ring đứt bụi nãy giờ luôn hả? Ôi, những gì con? Em có nhiều tay dài quá rồi, em đéo biết làm gì bây giờ. Lên chống chịu đi em ơi. Nhiều tay dài lên chống chịu đi. Đánh về lâu dài, đánh về lâu dài là mình thua đó. Lên chống chịu nè. Để cho mấy đạn mình lo. Ơi lên chị phản kích. Rồi má thằng này nó bay đi rồi. Bay đi chịu. Trời ơi. À con Vega cũng cần được farm hả? Quên. Gì đây gì đây. Imlea làm tôi sợ nha. Tập cận binh làm đi đó đi, tập cận binh. Du thêm tin. Có nắm mà, chưa có nắm mà. Nãy giờ là đam của anh với đam của Vega đó. Con gì con rồi. Và hậu quả cũng mua một cái giống như thế này. Nói là có lần hay khác quá. Mạnh quá. Đeo vào, đeo vào, đeo vào, đeo. Không để mình farm. Mình không để mình farm. Con Elo không để anh farm rồi. Có gì ta? Lên sáu rồi đó. Để lao vào. Rồi chứ anh tập cận binh lên đây. Rồi chạy đi chạy 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 chạy. Đây rồi, tôi ra cứu, tôi ra cứu. Trời ơi. Hay. Có hay vậy. Cái tay dài nhiều quá. Mình cái vô cực đã. Bây giờ nó cần kêu lên chống chịu đó. Chứ con loi lên đang. Ôi.
Ủa nó vậy chơi game dễ vậy, lên quy hồi máu đi về á. Lộn la này đậu, đã cố núp rồi chạy vô à. Để chết thì mà thiệt luôn. Nó đỡ 3 viên rồi. Ủa viên viên cuối để anh rồi. Đâu có né đâu, đứng yên luôn rồi đó. Ây da, con bê gao em này tức. Toàn rồi, ông giáo ơi. Ây da. Ồ, con cây le, trời ơi. Má, trời ơi, quên phải nhông phát sáng. Quá khó. Mãi chứ mình mới có được lợi thế một tí. Đã khó dữ trời. Nóng quá. Em có làm gì bây giờ, em lao lên em chết hả? Ôi bay vào hả? Khó khó mà. Phải gỡ rồi, phải gỡ rồi. Ờ. Dạ, sao tự nhiên mua cái gói đó là thua rồi ta. Hai lần rồi đó. Lâm Nguyên má, Lâm Nguyên giàu á. Sự lớn này là sẽ tim mình cho mấy người lao lên nhưng mà cái bài mà một tăng 4 rẻ này được giờ cái này là được cái giá này tăng giàu ta. Ơi lên tăng ơi, lên tăng nó thiệt á, lên tăng ơi. Kêu con kêu nè, mà này không tùy luôn quất phát bây giờ làm gì đây? Nãy Quy mày nó bị bệnh hết á, bị bệnh đau, đau là bị quá. Mình phải nuôi Vega nữa. Vega 1.3. Con keo này nó lên 11 rồi, đâm tim mình không có vô được theo bát. Nói thì game này là tỷ lệ thắng là dưới 50% rồi đó. Không thể thắng. Tại cái đánh này là ôi kéo lên 12 rồi. Thôi tụi mình cấp 10 á, nhìn ai da, ai da. Lên một cái băng gì
Con Eloy này không có khó rồi, chắc con Eloy đứng đằng sau bỏ kê. Là bị gì hết rồi đó. Lên nhiều nhiều giáp tí mới được. Con keo này đâu có lên nhiều giáp. Phải quýnh, quýnh không sể luôn nè. Khó khó khó, chịu khó chịu khó. Một 82, đậu xanh quả cây đa quá đẹp. Chứ nãy là anh 38 đó. Mày 18 rồi. Tính làm gì pha đó. Thấy một hai người ra tưởng ra đông lắm. Định vòng vòng xích đó. Mấy cấp độ đè nó thôi. Rồi cổ máy nguyên cái cổ máy hủy diệt luôn đi. Đi mà nó e đúng lúc em quỳ nó e đi vậy.
à, lại gọi người ra tiếp. Ôi lo có theo được anh, khổ quá nhờ. Lo theo được anh là xong rồi. Giờ em ngồi em nghe mắt này tích em thấy vui quá rồi, em hết buồn rồi. Nhà của nhà có yêu lít má, từ từ thôi, vui quá rồi, từ từ chung lại lan nó nghe từ 16 rồi, con keo 16 rồi. Thấy nó thì cứ làm đi. Làm chậm nè, làm chậm nè. Rồi đó, ai làm nữa làm tiếp theo đi, tôi về. Nè. Bây giờ mình như Linh giết à. Dám vào combat luôn á, tại vì vào combat là nguyên con luôn. Lần hồi sinh Edwin là quá khó chịu. Đúng rồi, con bát, con bát, con đẩy ra à, khó chịu lắm. Ừ, có đạch đó. Bị keo còn rồi đúng không? Má ồ, Mega lên 2 tướng linh hả? À, Timo lên 2 tướng linh hả? Ôi, quên một cái cổ máy giết người ở đây. Ơi con keo rồi thì đó, chưa có quá, giờ tăng cho rồi.
Thôi. Thấy bị con này được mà. Được. Quá chết, quá muộn rồi.